Cũng như nhiều địa phương khác, gần đây tình trạng bệnh nhân mắc bệnh viêm kết mạc, thường gọi là đau mắt đỏ tại Đà Nẵng gia tăng. Nguy cơ dịch lan rộng là rất lớn, bởi hiện là thời điểm giao mùa, lại đúng thời điểm học sinh tựu trường trở lại. Những ngày gần đây thì số trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ thì gia tăng đột biến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó chủ yếu là trẻ em. Tại khu vực khám bệnh của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thì số bệnh nhân luôn trong tình trạng đông đúc như thế này. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thì tuần trước, đơn vị tiếp nhận hơn 660 bệnh nhân đến khám và được xác định viêm kết mạc. Đáng chú ý, lượng bệnh nhân tăng đột biến trong tuần này. Với mỗi ngày khoảng 400 trường hợp bị đau mắt đỏ, trong đó đa phần là trẻ em, tăng nhiều lần so với bình thường. Chiếm tỷ lệ trong đó là khoảng tầm 70-80% là các bạn nhỏ. Đợt dịch này thì tương đối nặng, thông thường. Đối với những cái viêm kết mạc đau mắt đỏ thành dịch, các triệu chứng thường gặp, thứ nhất là gèn rữ, thứ hai cộm sốn chảy nước mắt, thứ ba mắt sưng nề có thể nhìn chói sáng. Nguyên nhân thường gặp của cái dịch đau mắt đỏ thì thông thường là do adenovirus. Theo trên nghiên cứu thì chiếm tới 80% adenovirus. Đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, bệnh thường khởi phát đột ngột, rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Khi có các triệu chứng của bệnh, nhất là với trẻ nhỏ, không nên tự ý mua thuốc dùng mà cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị phù hợp. Không nên tự ý dùng thuốc, vì có những dòng thuốc có hoạt chất là dexamethasone hoặc hay là còn gọi là corticoid, nó sẽ lành bệnh rất nhanh, nó sẽ lùi bệnh rất nhanh. Tuy nhiên, nguy cơ thâm nhiễm giác mạc là rất lớn. Thứ hai, bệnh nhân lành nhanh nhưng mà tái đi tái lại, và khoảng cách thời gian tái đi tái lại càng ngày càng gần, gây cái biến chứng sau này, di chứng sau này nhìn chói sáng cho các bạn rất nhiều, và cái điều trị sẽ rất kéo dài. Hiện thời tiết đang chuyển mùa, trong khi đó học sinh đã tựu trường trở lại, nguy cơ dịch đau mắt đỏ lan rộng là rất lớn. Ngành y tế thành phố đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong nhà trường và phối hợp xử lý ổ dịch sớm triệt để. Các trường mầm non, mẫu giáo cần bảo đảm vệ sinh trường học, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ.